Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ cầu Rạch Miễu. Cái này nếu các bạn đi ngược về hướng sau lưng mình thì đi về Bến Tre nha. Còn cái hướng trước mặt mình là của Mỹ Tho, Mỹ Tho là của Tiền Giang. Thì hôm nay mình sẽ đi từ đây, mình đi ra ngoài đường ấp Bắc rồi mình vòng xuống chợ Mỹ Tho. Đó, mấy bạn đứng ở trên cầu là gần như là thấy được toàn cảnh của thành phố Mỹ Tho rồi. Còn nhìn về cái hướng sau lưng mình thì thấy bốn cái cồn long lân quy phụng. Với vòng vòng mấy cái cồn thì người ta nuôi bè rất là nhiều. Rồi còn ở dãy bên phải nè, nguyên cái bờ kè dọc bờ sông thì toàn là biệt thự với nhà phố không à. Nhưng mà mình thấy xây xong rồi thì được có mấy người ở à. Hình như là 300 mấy căn đó, mà nếu mà tính ra ở thì được có vài chục căn à. Còn nhà thô với nhà trống mình thấy quá trời luôn. Hiện tại thì cái hướng mà đi từ Bến Tre mà qua Mỹ Tho thì chạy rất là ngon nha. Còn cái hướng mà ngược lại đi mình thấy đang bị kẹt xe nè. Nhưng mà thường thì kẹt là chỉ kẹt 4 bánh thôi, chứ còn 2 bánh thì vẫn chạy được bình thường. Còn hồi trưa, hồi chiều chứ mình đi khoảng 2 giờ mấy đó thì nó bị ngược lại, nó bị cái hướng từ bên Bến Tre đi qua thì nó bị kẹt. Mà thông thường thì mỗi lần mà bị kẹt như vậy đó thì mấy chú giao thông là sẽ chặn một bên, cho một bên chạy nguyên cây cầu, rồi sau đó mới thả lại. Bởi vì nên đi mấy ngày này nhiều khi mấy bạn bị xui đó, mấy bạn sẽ đợi hơi lâu một tí nha. Đợi chắc cũng khoảng 10 phút á. Như mấy bữa này thì cầu hay bị dễ tai nạn lắm. Thường thường thì lâu lâu mới có một cái hình vẽ, hoặc là cái hình nó bị mờ mờ đó, thì mới có cái hình tiếp theo. Còn mấy ngày Tết là làm liên tục. Nói cái này mình qua bên phường 6 rồi nha, của thành phố Mỹ Tho. Nên mình thấy ở đây kẹt một khúc tuốt trong đây luôn nè. Mấy bữa này thì xe cộ đi qua cầu rất là nhiều. Gần như là nguyên tỉnh đi có một cây cầu nè. Thậm chí là mình thấy Trà Vinh cũng đổ về đây cũng nhiều lắm á. Còn phía bên trái mình đó là bệnh viện quân y 120 nha. Ở nó mới xây là cái mặt tiền nè, nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái dãy bên phải mình thì mấy căn nhà cho thuê nè, nay người ta để bảng quá trời luôn. Không nghĩ khúc này chắc mười mấy hai chục căn đó mà. Mấy cái nhà mà mấy bạn thấy đóng cửa mà có miếng giấy trắng trắng đó là thường là cho thuê không. Không riêng gì bên phải mình nha, bên trái cũng khá là nhiều nữa. Nói ngày xưa mấy bạn muốn kiếm một cái mặt bằng mà ngay chỗ bệnh viện nè là rất là khó. Hoặc là ngay cái tuyến đường quốc lộ 60 cũng vậy nữa. Còn bây giờ thì quá trời luôn. Nói chứ mình thấy cái đường này thì có bằng lăng nở rất là đã nha. Nó bằng lăng nằm hướng bên phải mình nè. Bên trái thì toàn là ba cây dầu đúng không à. Ừ, sát bên có cái biệt thự nè. Nó rất là bự luôn. Ở đây là trục giao thông chính nha. Đi về Bến Tre là đa phần là đi đường này không à. Mặc dù là có phà nữa nhưng mà ít ai đi phà lắm. Cái bến phà tạm Rạch Miễu đó. Mà lúc rài thì nghe nói cũng thu phí xe 2 bánh rồi. Nên mình nghĩ Tết này chắc người ta cũng đổ về cầu này thôi. Lúc rài thì chưa đâu. Tới chừng lối hăm mấy rồi nó mới kẹt mới dữ. Các bạn đi thì tốt nhất các bạn đi buổi sáng á. Chứ buổi trưa hình như thì cũng hên xui đó nha. Thường thường là khoảng trưa là có khi cũng kẹt cứng à. Còn đi mà cái dắt mà từ 2 giờ mà tới 4 giờ đó là cái thời điểm đó là gần như là giờ cao điểm luôn rồi. Là bên trái có chiếc xe bán tải nó đi mua bông vậy nè. Mấy bữa này là mấy chiếc xe chở bông rồi nó chạy kinh lắm. Tại vì mua ở trên chợ Lách á, người ta đi qua đây người ta giao bên đây, rồi chở hàng quá rồi đủ kiểu hết. Ở phía bên phải mình là siêu thị Go nha. Cái ngã tư hồi nãy sau lưng mình á, nếu các bạn quẹo phải đó thì các bạn đi vô chợ đêm á. Rồi khúc này cũng mấy cái bằng lăng nở rất là đã luôn nè. Lúc này mình thấy ở bên Mỹ Tho thì trồng bằng lăng cũng nhiều lắm á. Lúc trước thì thấy Bến Tre nhiều nhưng mà lúc này thấy Mỹ Tho chắc cũng gần như là không có thua kém gì. Mà mình thấy hai cái thành phố nó cũng xem mà. Thường thường mà cái gì mà Mỹ Tho có là thế nào Bến Tre cũng có. Hoặc là Bến Tre có rồi thì từ từ Mỹ Tho nó cũng có hết trơn à.
Nhưng mà nếu mà tính về độ trù phú thì mình thấy thằng Mỹ Tho thì nó khá hơn Bến Tre. Mỹ Tho thì gần như là đô thị lâu đời rồi, còn Bến Tre thì mới lên đây thôi. Nếu bây giờ thì Bến Tre nó có mấy cây cầu này, nó đã đỡ đỡ được một tí, chứ còn lúc trước thì muốn về Bến Tre là gần như là tứ phía là đi phà hết chứ đâu có cầu nào đâu. Giờ được cây cầu Rạch Miễu với cây cầu Cổ Chiên là để nối liền được hai tỉnh thôi, một cái là giáp với Tiền Giang, một cái là giáp với Trà Vinh. Còn ở trong trong thì bây giờ thì cầu đường cũng nhiều nữa, nhưng mà có một số khu vực thì vẫn đi phà. Đây có cây chuông vàng nở rất là đã luôn đó. Nó làm như mấy chú bên công trình là người ta canh, người ta cắt tỉa để cho nó nở bông vào mùa Tết hay sao. Mùa hở mình đi bên Bến Tre mình thấy nở cũng đã lắm. Bến Tre mà nếu mấy bạn muốn ngắm cảnh thì mấy bạn đi cái đường đại lộ Đồng Khởi á, bữa đó mình đi mình thấy nở bông quá trời luôn. Với bên Bến Tre thì bữa nay thì nó đã có chợ bông rồi nhé, mặc dầu là mấy bữa này thì mới lác đác à. Bữa 15 là mình thấy bắt đầu có rồi, bữa 15 mình nhìn là bốc thăm, còn bữa 16 mình đi thấy đã dọn ra rồi, còn bữa nay thì 17 rồi. Thấy vậy chứ quanh đi quẩn lại là gần Tết tới rồi, không được 2 tuần lễ nữa. Nhưng mà bạn thấy nè, để bán nhà cho thuê đầu cái đoạn đường quốc lộ 60 rất là nhiều luôn á. Ngày xưa mà kiếm một căn như vậy rất là khó. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha, mình quẹo qua đường Đoàn Thị Nghiệp. Cái này nếu bạn đi thẳng thì đi cái hướng về ngã ba Trung Lương á. Còn cái đường Đoàn Thị Nghiệp hướng bên trái mình thì nó đang làm cái hướng về chợ Trung An đó. Mình thấy mới đổ đá là chưa có cán nhựa. Để khi nào cán nhựa mình sẽ quay thử lại cái đường đó. Nó bữa hở mày có một bạn nhờ mình quay đường Đoàn Thị Nghiệp này cho cùng mấy tháng nữa. Nay thuận đường mình sẽ quay cái đường này. Hồi đó đi học thì mình hay đi cái đường này lắm. Ngày xưa thì cái đường này nhỏ xíu à, nhà cửa khúc này rất là hư luôn á. Nhưng mà sau khi thì nó làm đường, làm vỉa hè đủ loại, bây giờ nhà cửa quá trời luôn. Nhưng mà phía sau thì đất vườn cũng còn nhiều lắm nha. Nó xét lộ thì người ta cất nhà, cất quán, cất xá đâu có mà. Nhưng mà lúc này mình thấy hay gặp cái tình trạng á, là cái nhà ở đó, cái người ta sửa lại thành nhà cho thuê. Hoặc là những cái chỗ nào mà người ta lên thổ cư được á, cái người ta cất nguyên một cái dãy cho thuê luôn. Vậy lúc này thấy mặt bằng cho thuê càng ngày càng nhiều á. Chứ bây giờ bạn thấy đó, nhiều khi cất xét lộ để bán quán mà bán không được. Nên bây giờ người ta đổi sang hình thức cho thuê. Cho thuê vậy thì không biết là người ta buôn bán được hay không, nhưng mà tới tháng thì phải đóng tiền thôi. Đặc biệt là những cái hợp đồng mà dài hạn đó. Đó, bạn chạy đâu có nổi đâu. Ngoài phía bên phải mình có cái cửa hàng tạp hóa nè. Cái này thì cửa hàng bán lẻ nha, nhưng mà bán với cái giá xỉ. Mình thấy người ta mua rất là nhiều luôn á. Từ lúc cái cửa hàng này mở tới giờ là lúc nào thấy cũng đông nghịch á. Đặc biệt là đi buổi chiều vậy nè. Vô trỏng thì nhìn vô thấy bán khăn giấy đâu là nhiều. Nó đi giờ này thì quán xá nó không có sung nha. Cái đường này bạn đi buổi sáng kìa. Buổi sáng thì quán ăn đồ nhiều lắm. Còn bây giờ thì đa phần người ta dọn hết rồi. Mặc dù là buổi chiều cũng có quán đây nhưng mà nó không bằng. Bên trái mình có cái hàng rào bông giấy nó nhìn rất là đã luôn nè. Bây giờ mà đường mà ở dưới đây mà làm lại rồi đó, hoặc là làm vỉa hè đâu á, là các bạn đi ngang nữa bạn thấy lạ quá à. Thậm chí là nhiều con đường mình mới đi cách đây chừng nửa tháng à, mà mình quay lại là mình đã thấy nó khác rồi. Tại bây giờ thì quán xá thì nó đổi chủ liên tục hết trơn à. Nó là đổi chủ thì cũng không phải nữa, chủ nhà thì nhiều khi vẫn còn chủ cũ, nhưng mà cái người thuê đó người ta bán không được, người ta chạy rồi người khác nhảy vô. Chỉ có những cái mặt bằng nào đó mà chủ nhà mà là người bán luôn đó, coi như là người ta bán tại nhà đó, thì mình thấy cái đó thì nó lâu quá. Chứ còn mà thuê thì cứ một thời gian là văng hết trơn à. Đây bán quần áo nè.
cái dịp gần Tết thì mình thấy mấy cái cửa hiệu quần áo người ta mở rất là nhiều luôn á. Làm như là người ta tính hốt bạc dịp Tết hay sao á. Quần áo, rồi ăn uống, rồi quán nước, quán cà phê đồ á. Là mình thấy ba cái mặt hàng đó là người ta mở nhiều nhất á. Hoặc là chạy xe dịch vụ lúc này mình thấy cũng nhiều nữa. Ngày xưa thì lác đác à, còn bây giờ đi đâu cũng gặp á. Đặc biệt là ở dưới quê đó, ai mà có điều kiện mua được chiếc bốn bánh rồi đó, thấy người ta về người ta theo bạn chạy xe. Ví dụ như đi sân bay hoặc đi du lịch đâu đó thì người ta chạy thôi. Lúc trước thì mình nhớ một chuyến đi sân bay là tới 1,3 triệu, 1,4 triệu luôn á. Nhưng mà lúc này thì còn có 900 mà. Tại giờ nhiều người quá người ta cạnh tranh giá nó tụt xuống á. Nhưng mà lúc này thì ra đường thì gặp giao thông mà quéo lên cái là cũng đổ mồ hôi hột. Tại vì cái dịp gần Tết nè, giao thông người ta quần khá là nhiều luôn. Tại vì dễ xảy ra tai nạn lắm. Còn buôn bán mà dọc đường vậy nè thì bị mấy chú trật tự đô thị cứ lấn lộ là thế nào là cũng bị quéo à. Rồi khúc này có cái chợ tự phát nhé. Chợ này thì buổi sáng mình thấy bán rất là đông luôn á. Còn buổi chiều thì cũng có nhưng mà lác đác à. Nào bên trái có bán bông nè. Đi qua bên Mỹ Tho thì cũng có mấy cái chỗ bán bông nữa nhưng mà ít. Nếu mà tính ra thì mấy bạn đi về những cái khúc mà đường quê đó thì mình thấy người ta bán nhiều hơn á. Chứ còn ở đây thì mình thấy thường thường người ta sẽ ra ngoài chợ bông người ta mua nhiều hơn. Chợ bông thì chưa mở nha. Hình như là bữa 20 thì mới mở luôn. Nay mới có 17 à. Nhưng mà ở bên Bến Tre thì đã mở rồi. Nếu mấy bạn có đi thì thử qua bên Bến Tre. Lúc trước thì mình rất là thích đi chợ bông bên Mỹ Tho đó. Lúc mà còn ở ngoài vườn hoa Lạc Hồng á nha. Nhưng mà sau này giờ về quảng trường rồi thì nó khá là xa. Nhưng mình thấy đi cũng không hấp dẫn bằng nữa. Tại vì ngày xưa ở ngay vườn hoa Lạc Hồng thì phải bắt gửi xe rồi đi bộ mà. Bởi vì ngắm cảnh rồi rất là đã. Còn bây giờ ra ngoài quảng trường thì nó rộng mênh mông đi không nổi. Thường thường là đi xe không à. Mà vậy thì nó đâu có phê bằng. Với quán ăn uống rồi mình thấy nó cũng không bằng ở ngoài vườn hoa Lạc Hồng rồi đó nữa. Rồi đó vườn hoa Lạc Hồng thì quá trời chỗ ăn luôn. Nhiều khi mệt thì mấy bạn có thể tấp ở những cái quán gần đó đó. Còn bây giờ đi ra ở ngoài ngoại ô rồi. Mà đi cũng không có thuận đường nữa. Muốn đi là gần như phải xuyên qua nguyên cái thành phố luôn mới tới nó. Còn lúc trước thì ngay chỗ vườn hoa thì bên mình chỉ cần đi đò qua là tới à. Cứ Tết một cái là tổ chức một chiếc đò vậy đó. Cái là 20-30 người đi rồi chia tiền nhau. Còn bây giờ muốn đi phải đi xe thôi chứ đâu có đi đò được. Cái này mình ra ngoài đường Lý Thường Kiệt rồi nhá. Nếu mấy bạn quẹo phải đó thì cái hướng đi về giếng nước, còn quẹo trái thì cái hướng về ngã ba Trung Lương lên bến xe Tiền Giang đó. Còn ở đây mình sẽ đi thẳng nha. Ở cái hướng đối diện mình nó xéo xéo qua cái đường á. Cái này đi ra ngoài trục giao thông chính rồi bởi vì xe cộ rất là đông. Nó ngoài đây thì quán đồ cũng nhiều lắm. Nhưng mà nhiều quán thì người ta bán buổi sáng à, còn không thì bán ban ngày. Còn giờ này bắt đầu đóng cửa đây. Ở này này có mở cái quán mới nữa nè. Ngay cái góc đường này nè, có cái quán cơm buổi sáng ăn cũng được lắm á. Buổi sáng cũng đông khách lắm. Mình nhớ quán này mở có bán buổi chiều nó làm như bữa nay Tết ta nghỉ hay sao á. Tại vì cái dịp gần Tết thì nhiều khi người ta nghỉ để người ta dọn dẹp nhà cửa đâu. Chứ để Tết tới rồi khách khứa tới người ta quở quan rồi nữa. Ở đây mấy cây mai mình thấy người ta lãi hết rồi nè. Thường thường là khoảng 15 là người ta sẽ lãi mai nha. Còn những cây nào mà gần mương đó thì có thể là lối 20 người ta mới lãi. Nhưng mà ở thành thì đâu có mấy nhà có mương đâu. Đa phần người trồng trong chậu không mà. Trồng chậu thì mấy bạn dễ kiểm soát lắm. Ví dụ như lãi trễ đó thì tưới nước vào chút xíu thì nó mau nở lắm. Cứ lãi lá xong rồi để cho nước vô là nó mau lắm. Có một số chỗ mình thấy mai nay nó nở sớm á. Giờ này thậm chí là nó ra trái rồi không chừng nữa. Cái này mình chạy ra ngoài đường Hoàng Diệc rồi nha. Đây mình sẽ quẹo trái mình ra đường Ấp Bắc. Còn nếu mà mấy bạn quẹo phải cái hướng ra đường Lý Thường Kiệt. Ở đây buổi sáng có mấy cái quán ngang ăn cũng được lắm nè.
cái đường này mình đi cũng thường xuyên lắm á, nhưng mà quán thì mình thấy giờ nó cũng lạ khá là nhiều. Ở đây mình ra ngoài đường ấp Bắc rồi nha. Ở đây nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng về ngã ba Trung Lương, còn giờ mình sẽ quẹo phải, mình chạy xuống cái hướng giếng nước để coi nay ở dưới giếng nước nó có tổ chức sự kiện gì không. Thường thường cái dịp gần Tết thì ngay chỗ giếng nước là ngay đường Tết Mậu Thân á, là nó hay tổ chức sự kiện lắm. Để coi mình hồi chạy ra coi có cái gì đó không, chứ còn ở ngoài quảng trường thì gần 30 thì mới có rồi. Bữa mình đi Bến Tre thì Bến Tre nay cũng có nhiều sự kiện lắm á. Một cái thì nằm ngay chỗ công viên Cái Cối, với một cái nằm ngay chỗ quảng trường thành phố nữa. Đó này ra trục cho không chính nha, xe rất là đông luôn. Đầu phía bên phải mình có nguyên cái dãy bằng lăng nè. Bằng lăng ở đây thì mình thấy nở cũng không đều nữa. Có một số thì nó mới có ra nụ à. Thì bây giờ cũng hơi chiều rồi nha, mình quay hình nó sẽ hơi tối một tí. Giờ mặt trời cũng gần lặn rồi. Nè, chỗ này nó lên đèn rồi nè. Bằng lăng thì chỉ có được dãy bên phải mình thôi, còn bên trái thì cũng mấy cây dầu rồi. Là lúc trước mình nhớ bên phải này có cái quán điện tử cũng bự lắm á, mà nay thì dọn mất tiêu rồi. Ngày xưa thì cái khúc mà gần trường học nè là rất là nhiều quán điện tử luôn á. Giờ thì nhiều bạn kêu là quán net chứ hồi đó mình kêu toàn quán điện tử cơ mà. Mà bây giờ thì người ta dọn cũng gần hết rồi. Khúc này là giờ gần như không gặp. Tại vì khúc này nó gần ngay chỗ trường đại học Tiền Giang nè. Trường đại học này nằm hướng bên trái mình, chạy chút xíu là tới rồi. Vòng vòng khu vực này thì nhà trọ đồ rất là nhiều nha. Thường thường thì nó nằm ở trong những cái khu hẻm á. Mấy cái hẻm mấy bạn vô là bạn sẽ gặp ấy. Chứ còn ở ngoài người ta cho thuê để buôn bán đâu. Nè, phía bên trái là trường đại học Tiền Giang nè. Còn quán xá ở đây thì gần như là thay đổi rất là nhiều luôn. Đường bữa nay mình thấy người ta quét sạch trơn nè. Chỉ có mấy cái chỗ mà ngay mấy cái bằng lăng mà nó đang nở thì mấy cái chỗ đó thì nó rụng cánh hoa rất là nhiều nha. Nhiều chỗ nó rụng thành màu tím luôn, nhìn rất là đã luôn. Không biết là cái đường Đinh Vũ Lĩnh thì bữa nay mấy cây móng bò nó có nở chưa. Thì bữa nào mình quay lại cái đường đó coi. Chứ mình thấy cái đường đó thì móng bò nở tím đường cũng đã lắm. Rồi phía bên phải mình là đường Trần Đạo nha. Cái này nếu bạn quẹo đó thì cái hướng ra ngoài chợ Hàng Còng, hoặc là ra ngay chỗ chợ Dòng Nhỏ, còn không thì đi ra bờ kè cũng được. Nó khúc này dài dài xuống ngay chỗ giếng nước á, quán xá rồi rất là nhiều luôn. Nhưng mà lúc này mình thấy nhiều quán người ta cũng nghỉ sớm lắm, chiều người ta nghỉ à. Còn không thì 6 bây giờ người ta cũng sẽ nghỉ nữa. Không phải là gần Tết nha, lúc trước cũng vậy nữa. Cứ thấy vắng vắng khách là người ta sẽ đóng cửa à. Tại vì mở ra mà ngồi đó thì tốn công, tốn thời gian, tốn điện nó mà không có khách. Ta đóng cửa là làm chuyện khác. Bên trái có nhà thuốc Long Châu nữa nè. Lúc này thì đi đâu cũng gặp nó. Mấy cái chỗ đông đông là thấy có nó à. Đặc biệt là gần chợ đó. Ở đây nếu bạn quẹo trái thì ra ngay chỗ chợ Hành Trị nha. Quẹo qua là tới rồi. Mình đây có thế giới di động nữa nè. Thế giới di động lúc này mình thấy cũng vắng khách lắm. Có hồi dịch á. Hồi dịch thì ai cũng học online đó. Bởi vì nó bán rất là đắt. Giờ thì đi thấy cũng lác đác à. Mặc dù là khuyến mãi giảm giá rồi rất là nhiều á. Thậm chí mình thấy nhiều cửa hàng di động rồi bây giờ nó cũng dọn mất tiêu rồi. Bách Hóa Xanh thì cũng vậy nữa. Nhưng mà lâu lâu thì cũng thấy sẽ có những cái cửa hiệu bán điện thoại di động khác nó mọc lên nha. Để nó cạnh tranh nhau. Mà đây nếu bạn quẹo trái thì hướng vô chợ Hành Trị hoặc là vô dừa Trái Cây.
Là phim phải mình hình như có tổ chức lễ hội nè. Đây là chào xuân giáp tình hình. Nhưng mà bị chặn lại rồi. Có chặn là sao không cho xe vô nha. Mấy bạn muốn vô mấy bạn phải gửi xe ở đây nè. Rồi đi bộ vô. Năm rồi mình gửi hình như là 5.000, không biết năm nay nhiêu à. Lúc này muốn vô công viên bên trái không vậy nữa, là phải gửi xe rồi mới vô được. Còn ngày xưa thì thích chỗ nào thì cứ chạy chỗ đó thôi. Ở trong mình thấy trang trí cũng được lắm nha. Mà giờ bị chặn lại rồi. Cái này mình phải đi sớm chút xíu à. Làm như là khoảng 5 rưỡi hay 5 giờ thì chặn mất tiêu rồi. Này mới như là mới chặn. Chắc 5 giờ rưỡi bắt đầu chặn rồi. Tại vì mình thấy có mấy chiếc xe người ta chạy ra được. Mình chạy vô rồi chạy không được. Thôi bây giờ mình sẽ vòng xuống chợ Mỹ Tho nha. Hồi nãy nếu mà chạy được thì mình chạy cái đường nó qua bên đường Lý Thường Kiệt rồi mình đâm xuống Mỹ Tho. Có gì để sáng mai hoặc là mai mình đi sớm sớm chút xíu để mình chạy vô đó coi nó có gì đặc biệt không. Tới giờ này người ta cũng có ra chơi nữa nhưng mà ít. Phải tối tối chút xíu nữa kìa, 6 bây giờ kìa. Chứ giờ này thì nhiều khi người ta còn đang đi làm về hoặc là đi chợ đi búa rồi về lo cơm nước rồi nữa. Xong xuôi mấy cái đó người ta mới sửa soạn người ta lên đồ. Mà lúc đó thì cũng lên đèn hết rồi. Ở công viên bên phải mình này rất là mát nha. Bây giờ mình thấy nhiều chỗ bây giờ người ta bắt đèn ở trơn này. Ở đây nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng nó đi vô giữa trái cây á. Còn quẹo phải thì cái hướng ra ngoài cảng Du Thuyền. Là ra ngoài bến mắt cũ á. Bây giờ nguyên cái dãy ngoài đó thì nó làm bờ kè, đầu buổi tối người ta ra chơi cũng đông lắm. Nhưng mà cái khúc đường ngoài đó thì nay đang làm lộ nha. Chạy cái đó thì nó cũng không có được ngon lắm. Thường thường là cái dịp Tết là đi đâu cũng thấy làm lộ hết á. Mình thấy chạy Mỹ Tho là cái dịp gần Tết là mấy cái đường người ta sửa lại rất là nhiều luôn á. Ở phía bên Tân Thạch mình cũng vậy nữa. Cứ Tết cái là làm lộ à. Cái đoạn đường nó nay hình như cái đoạn đường mà ra Bến Hòa cũ á, nay chắc cũng 3 năm hay 4 năm vậy. Năm nào cũng làm khúc khúc nó chưa xong nữa. Còn khúc thì chắc năm sau rồi nó mới hoàn thiện quá. Chỗ này treo lồng đèn nhìn rất là đã luôn nè. Lâu lâu chạy ngang thì có mấy cái quán người ta có làm mấy cây mai giả đó, nhìn rất là đã luôn. Còn chạy những cái tuyến đường này thì mấy bạn sẽ thấy mai kiện ít lắm, gần như là không có luôn. Tại mặt bằng đây người ta buôn bán không à. Muốn ngắm mai thì mấy bạn phải chạy vô những cái hẻm á. Trong hẻm thì người ta mới trồng bông, trồng hoa đồ nhiều thôi. Còn không thì chạy những cái đường quê. Mà nay thì mới lặt à, thấy cành không à, chứ thấy nụ không à. Phải chừng 5-7 bữa nữa kìa. Nếu mà chạy nghe những cái vườn mai mà đang nở đó bạn nhìn thấy rất là đã luôn. Là cái dịp gần Tết lúc về thì đi gặp ăn xin rất là nhiều luôn. Đặc biệt là mình thấy mấy bữa đi mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi đó. Là lợi chùa là thôi là nguyên một tập đoàn rồi đó. Còn lúc rày ở Mỹ Tho cũng có nữa nhưng mà nằm ở mấy ngã 3, ngã 4 đâu không mà. Đặc biệt là ngã 4 á. Ngã 4 nào mà đông đông thì hay gặp lắm. Còn mấy bạn vô quán mấy bạn ngồi là mấy bạn gặp vé số tấn công. Ngày xưa thì nhiều khi ngồi quán nước cả ngày trời gặp được một hai người bán vé số à. Còn bây giờ uống chưa hết ly cà phê nữa là 3-4 người ta lại người ta mời rồi. Còn ra những khu vực mà đông đông dân thì mời còn kinh khủng vậy nữa. Nói chung là lắc đầu hồi là thấy cũng chóng mặt nữa. Khu vực này thì trường học với cơ quan nhà nước không nha. Gần như là không có quán xá gì hết. Cái đường này thì chỉ có lúc mà học sinh đi học với lúc học sinh tan học á là rất là đông thôi. Chứ còn bình thường thì cũng lác đác à. Giờ này thì người ta về hết rồi. Nào bên trái mình là trường Nguyễn Đình Chiểu nè. Này trường khá là bự nha, trường cấp 3. Còn cái hướng bên phải mình thì trường Xuân Diệu. Rồi hướng sau lưng thì trường Lê Ngọc Hân đâu. Rồi Nguyễn Trãi đâu.
Ngày xưa cái đường này nhỏ lắm, mỗi lần học sinh tan học á là cái đường này nó kẹt cứng luôn á. Còn bây giờ thoải mái rồi. Nói phía bên phải mình là Vincom Mỹ Tho nha. Các bạn nào mà có ăn uống mua sắm gì lên khu vực này, còn không thì lại siêu thị Go cũng được. Mình thường mình đi Go hơn, Go thì nó mình thấy thoải mái hơn ở đây. Nói chung là mỗi người mỗi ý. Với thường thường thì vô chỗ siêu thị Go thì nó không có tốn tiền gửi xe. Chứ còn cái dãy bên phải mình thì mấy cái căn hộ cho thuê không à. Ở mặt bằng phía ngoài thì mình thấy được một ít người thuê, chứ còn ở trong thấy nhà trống nhiều lắm. Ở lúc trước là nhà thiếu nhi nha, nhưng mà lúc này nhà thiếu nhi thì cho ra một quảng trường rồi. Còn chỗ này thì thành căn hộ. Rồi phía ngoài thì toàn là tiệm vàng, ngân hàng hoặc là mấy cái chỗ làm răng. Còn không thì bán cà phê thôi. Mấy nhiều căn cũng còn trống lỏng mà. Bây giờ những căn hộ vậy đó thì ở Mỹ Tho cất lên nhiều lắm. Nhưng mà thường thường mình thấy cất lên để trống cũng nhiều nữa. Ở bên Bến Tre cũng vậy đó. Bến Tre mà mấy căn hộ mà mới cất hồi từ dịch tới giờ đó là gần như là bỏ trống quá trời luôn. Người ta ở rồi chắc chừng 10 tới 30% mà. Còn phía bên phải mình là Đa khoa Tiền Giang nha. Bây giờ thì nó đã dời về ngã tư Đồng Tâm rồi. Ở đây thì chỉ còn có khu khám yêu cầu thôi. Bởi vì mấy cái nhà thú với khách sạn đồ ở đây thì cũng ngất ngư nữa. Hàng rong rồi cũng vậy, người ta cũng phải di dời theo nữa. Ngày xưa thì cái chỗ này là cái nơi làm ăn của rất là nhiều người. Nhưng mà bây giờ nó bị giảm bớt rồi. Bởi vì mình thấy mỗi lần mà những cái bệnh viện hoặc là những cái trường học lớn rồi đó mà nó thay đổi cái là nó cũng ảnh hưởng dữ lắm. Mặc dù ở đây vẫn còn vài cơ sở nha, nhưng mà nó không bằng cái Đa khoa Tiền Giang thôi. Ở này mình đang đi ở trên đường Thủ Khoa Quân. Cái này nếu bạn đi thẳng luôn thì đi hướng xuống cầu quay nha, đi về Gò Công chợ gạo đâu đó. Còn đây mình sẽ chạy tới ngã tư này, mình rẽ trái. Ở trước mặt mà bên phải mình thì cái đó là tòa án nha. Còn bên trái thì kho bạc. Còn sát bên mà phía bên trái mình là cái chỗ xổ số. Các bạn nào mà có túng độc đắc tại Tiền Giang thì lại đây lãnh. Ở đây thì trục giao thông chính bây giờ xe rất là đông. Giờ mình sẽ quẹo qua đường Lê Lợi rồi mình chạy xuống chợ Mỹ Tho nha. Thường thường nếu mà đi chợ Mỹ Tho thì đi giờ này thì quầy hàng người ta sẽ đóng cửa rất là nhiều. Không biết nay gần Tết hay mấy giờ này còn bán hay không à. Lúc trước mình nhớ đi cái lối mà khoảng chừng hai mấy á là chợ Mỹ Tho với chợ cũ nè, bán được lắm. Khúc này mấy cái tiệm vàng. Lúc này thì tiệm vàng cũng dẹp bớt đây. Chứ ngày xưa thì quá trời luôn. Nhưng mà thấy đó, giờ này nhiều quán người ta đóng cửa hết trơn rồi. Ngày xưa thì người ta bán ngày, bán đêm, bán tới 9-10 giờ là bình thường. Còn bây giờ 4-5 giờ thấy không được là người ta chạy rồi. Ở đây đang dựng quầy để bán bánh kẹo nè. Ở cái hướng bên trái mình đó nha. Đó mấy cái người ta đang dựng khung lên đó. Này chắc mai bán quá. Này ngay chỗ đường Lê Văn Duyệt. Còn phía bên phải mình làm như là có cái siêu thị nè. Này khuyến mãi hay gì mà người ta đi quá trời đông luôn. Bình thường mình thấy bán cũng được lắm đó, nhưng mà bữa nay quá trời luôn. Nó xe gần như không có chỗ đậu luôn. Còn khúc này mấy cái tiệm vàng rồi. Nó vàng lúc gài lên cũng kinh khủng lắm. Ở bạn nào mà chưa lấy vợ mình nghĩ chắc sắm không nổi quá. Ở này đi tới chợ Mỹ Tho rồi nha. Lúc này mình thấy sao hay gặp mấy bạn nữ mặc áo dài chụp hình ghê luôn á. Bữa hôm qua thì đi ngang chợ Bến Tre thấy quá trời luôn. Còn bữa nay đi qua chợ này thấy cũng có mấy bạn nữa nè. Cái này không biết là có sự kiện gì hay không à. Tại vì mình thấy cái kiểu áo dài nó cũng giống giống nhau lắm. Như có thêm một bạn chụp hình nữa. Nó bữa nay thì buổi chiều nha, cũng gần tối rồi, mình thấy chợ bán cũng hơi đông á, đông hơn ngày thường. Chứ còn mình nhớ mấy lần trước mình đi ngang giờ này thì người ta dọn hết trơn rồi. À, cũng còn cá tép nữa nè. Ở bên trái mình là khô nha. Các bạn nào thích ăn khô lại khu vực này.
nếu mà đi thẳng thì cái hướng đó hay bán rau củ nhiều mà mình thấy cũng dọn bớt rồi. Làm như là có chỗ vòng vòng ở chỗ nhà đồng chợ à. Còn phía trong nhà đồng chợ mình thấy hơi tối nhưng mình không có chạy vô. Lúc gà thì gặp tôm khô, lạc xưởng, củ kiệu với ba cái cải xanh xanh mà để làm dưa cải á. Củ kiệu lúc gà mình thấy cũng rẻ lắm, người ta bán dọc lộ thì chừng 35 còn là 45 ngàn ký à. Có điều mấy bạn mua về mấy bạn ngồi gọt nó hơi bị lâu nha. Mình thấy nếu mà thích thì mua chừng hũ 20-30 ngàn về ăn cho nó khỏe, chứ còn mà mua về mà ngồi gọt 1 ký chắc cũng gần cả 1 buổi trời. Rồi nếu mà làm mày ngon không nói gì mà lỡ mà nó xui nó dở nó cũng bị nhức đầu nữa. Nó phía bên trái mình là chợ Hàng Bông nha, nay nó sửa lại nhìn rất là đẹp luôn, không biết chừng nào khai trương à. Nó còn dãy bên phải mình thì bán đồ mũ, bán tạp hóa đồ, trái cây đồ rất là nhiều luôn. Nhưng bây giờ đa phần người ta đi chợ thì thường người ta mua thực phẩm là nhiều, mua thịt cá, rau cải đồ. Với cái dịp gần Tết là thường thường là người ta mua thêm trái cây với mua bông rồi nữa. Chứ còn những mặt hàng khác mình thấy cũng ít. Đặc biệt là cái dịp gần Tết nè, trái cây đều khá là mắc với bông nữa. Bông thì nhà mình không có mua, thường thường thì đi chợ bông đó, mua về rồi cắt ra rồi chưng thôi. Với năm nay thì Tết ở nhà cũng trồng một ít nữa. Thường thường là nhà vườn nào cũng vậy, người ta rảnh rảnh thì người ta sẽ trồng một ít. Chứ để đi mua cái gì cũng vậy tốn tiền chết. Để mình ghé chỗ bánh mì mua bánh mì đi. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.